đuổi con ra ngoài. Ngày xưa, có một vị bá tước nọ rất giàu có, sống cùng với ba cô con gái của mình. Ông này là người vô cùng độc tài và cực kỳ ưa nịnh, chỉ thích nghe những lời nói ngọt ngào. Dạ, con mời cha dùng trà. Trà ngon. Bà con của ta, từ nhỏ đến lớn, các con sống với ta mà không có mẹ, các con có yêu cha không? Dạ, tất nhiên là có rồi thưa cha. Vậy các con yêu cha như thế nào? Ôi, con yêu cha như yêu chính cuộc đời mình vậy. Tốt. Còn con thì yêu cha hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Rất tốt. Thế còn con, con yêu cha như thế nào? Con yêu cha như thịt tươi yêu muối thưa cha. Hả? Thịt tươi yêu muối ư? Chả có ý nghĩa gì cả. Vậy có nghĩa là con không yêu cha, vậy thì cút ra khỏi nhà ngay. Cha! Thế là cô Út bị đuổi ra khỏi nhà. Cô buồn bã lang thang bước đi trong rừng. Cô đi mãi, cuối cùng gặp một đầm lầy đầy những cây lau sậy. Biết đi đâu để kiếm sống và có cái ăn bây giờ. Mình không thể xuất hiện với bộ dạng này được, sẽ chẳng ai thuê mình làm việc đâu. À, phải rồi, mình sẽ đan một chiếc áo choàng từ những đám lau sậy này, như thế sẽ không ai nhìn ra mình nữa. Giờ thì đi được rồi. Có ai ở nhà không? Cô hỏi ai? Dạ, ở đây có cần người giúp việc không ạ? À? Ở đây đủ người rồi, cô hãy đi tìm chỗ khác đi. Ừ, cháu xin bà, cháu không biết đi đâu nữa. Xin bà hãy nhận cháu, việc gì cháu cũng có thể làm được ạ. À? Thôi được rồi, nhìn cô cũng hiền lành, thật thà. Thôi thì ở lại đây làm công việc dọn rửa bếp núc đi. Dạ, cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Thế là cô Út ở lại giúp việc cho gia đình giàu có nọ. Cô rất chăm chỉ, làm đủ mọi việc từ quét dọn đến rửa nồi niêu, bát đũa. Nhưng lúc nào cô cũng khoác trên mình chiếc áo choàng lau sậy và không nói với ai về tên thật của mình. Vì vậy, mọi người hay gọi cô là cô lau sậy. Này lau sậy, tối nay có tiệc vũ hội ở lâu đài gần đây đó. Ông chủ đã cho phép tất cả người làm chúng ta được đi cùng. Cô cũng chuẩn bị đi đi. Dạ thôi, cháu không đi đâu ạ. À. Cháu thấy hơi mệt, mọi người cứ đi đi ạ. À. Khi mọi người vừa đi khỏi, lau sậy trút bỏ chiếc áo choàng xấu xí, trở lại là một cô gái xinh đẹp rồi đi đến vũ hội. Thật là một cô gái xinh đẹp. Chào cô, tôi là Alex. Cô có thể vui lòng nhảy với tôi được không? Em rất sẵn lòng. Dạ, cô gái kia đẹp quá. Cậu chủ của chúng ta có vẻ rất thích cô ấy. Đúng đó, từ lúc cô ấy xuất hiện, cậu ấy dường như không thể rời mắt khỏi luôn. Chúng ta nhảy thêm một bài nữa nha. Muộn rồi, em xin phép được về trước. Lâu sậy ơi, hôm nay cô không đi thật là tiếc đó. Có chuyện gì hả bà? Hôm nay ở vũ hội xuất hiện một cô gái rất là xinh đẹp. Cậu chủ nhà ta đã phải lòng cô gái ấy rồi. Cô gái xinh đẹp lắm sao? Thật tiếc vì cháu không được nhìn thấy. Có khó cái gì đâu, tối mai vũ hội lại tiếp tục. Cô hãy đi cùng với chúng tôi là sẽ thấy ngay mà. Tối hôm sau, vũ hội lại tiếp tục. Nhưng lâu sậy lại cáo bệnh, từ chối đi cùng gia đình nhà chủ, rồi âm thầm thay sim y đến đó và lại say đắm trong điệu nhảy du dương cùng cậu chủ trẻ. Và đến đêm cuối cùng, cậu chủ đã tặng cho nàng một tín vật. Đã 3 đêm rồi mà nàng vẫn chưa cho ta biết tên và nơi ở của nàng. Đêm nay là đêm cuối cùng chúng ta được gặp nhau tại vũ hội này. Ta có một món quà muốn dành tặng cho nàng. Nếu có thể, nàng hãy đến tìm ta nha. Nếu không được gặp lại nàng, ta sẽ buồn chết mất. Nàng nhớ phải tìm ta đó. Những ngày sau đó, cậu chủ đã đi khắp nơi để tìm lau sậy, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết nào của nàng. Vì quá nhớ thương nàng, cậu chủ đã phát bệnh. Cậu chủ cứ thế này không?
đâu ạ? Để tôi đích thân xuống bếp nấu cho cậu ấy bát súp. Vậy bà mau đi đi. Bà nấu gì thế? Bà nấu súp cho cậu chủ. Cả tuần nay vì thương nhớ người đẹp nên cậu ấy không chịu ăn uống gì rồi. Nhưng không biết cậu ấy có ăn được không nữa. Bà để cho cháu nấu rồi mang lên cho. Cháu sẽ dỗ cậu ấy ăn cho bằng được. Cậu chủ, cậu hãy uống tạm bát súp này đi. Cậu còn không ăn sẽ kiệt sức đó. Mang đi đi, ta không ăn. Chiếc nhẫn này ở đâu ra? Tại sao ngươi lại có nó chứ? Tôi... Cậu làm tay tôi đau quá. Nói, là ngươi lấy trộm đúng không? Ngươi trộm ở đâu? Mau nói ra. Chiếc nhẫn này là của em mà. Có người đã trao cho em. Cô nói cái gì? Của cô ư? Là em đây, chàng có nhận ra em không? Trời ơi, đúng là nàng rồi. Nàng đây rồi. Cậu chủ vui mừng khôn xiết khi được gặp lại người trong mộng của mình. Cả hai nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Rất đông khách khứa tới tham dự, trong đó có cả người cha của Lâu Sậy. Nghe nói hôm nay bá tước Biroban cũng đến dự tiệc phải không bà? Dạ vâng, thưa cô chủ. Vậy hãy chuẩn bị một bàn tiệc thật đặc biệt dành riêng cho ngài ấy nha. Mời các quan khách vào bàn tiệc và thưởng thức những món ăn mừng cho con trai và con dâu của chúng tôi. Ôi trời ơi, sao thịt lại nhạt nhẽo thế này? Hình như không có muối thì phải. Thật là khó để ăn. Thịt mà không cho muối thì còn gì là ngon nữa chứ. Con yêu cha như... như... À, phải rồi, như thịt tươi yêu muối thưa cha. Trời ơi, giờ thì ta đã hiểu ý nghĩa câu nói của con. Ta đã trách nhầm con rồi. Giờ con đang ở đâu thế? Cha, con ở đây. Ôi trời ơi, con gái của ta là... là con sao? Con rất nhớ cha. Cha không trách con nữa chứ? Ta xin lỗi con, ta sai rồi. Con hãy tha thứ cho cha nha. Cha hiểu được lòng con là tốt rồi. Con biết là thịt không muối rất khó ăn. Giờ con sẽ sai người đổi các món khác lại cho cha nha. Cha biết rồi. Tất cả là dụng ý của con. Để cha hiểu được đúng không? Cha đúng là hồ đồ quá, nên giờ mới nhận ra được. Nào, cha hãy cùng đi với con. Con sẽ giới thiệu cha với chồng của con. Từ đó, vị bá tước nọ không còn ưa những lời nói ngọt ngào nữa. Ông hiểu ra rằng những lời nói chân thật xuất phát từ con tim mới là điều đáng trân quý. Những quả lê may mắn. Đúng là cái số mình xui xẻo đủ đường. Ây chết, để bà lao đầu cho đã nào. Cháu giận vì ba mẹ mà hùng hục tự đi về để mắc mưa thế này cơ chứ. Mà hôm nay cháu tan học sớm vậy. Hôm nay trường được nghỉ chiều để diễn tập cho hội thao ngoại ơi. Cháu lại trượt đội bóng rổ rồi. Tại cái số cháu nó xui, bình thường chả sao. Đến lúc thi chọn đội hình thì toàn đánh trượt. Cái thằng bé này, số má cái gì, bé tí tuổi mà cứ như ông cụ non á. Thật mà bà, cháu chưa bao giờ gặp mai cả. Mà ước trở thành vận động viên bóng rổ của cháu sắp tan thành bong bóng rồi. Sao có người thì may thế, như thằng Kiên ấy. Kiên may sao hả cháu? Thì bình thường đánh bóng rổ chẳng hay bằng cháu. Vậy mà hôm đi thi nó lại đánh rất ngầu. Thế là được thầy chọn đi dự hội thao rồi. Thì có phải ai cũng được như thằng Kiên đâu. Cháu yêu bóng rổ vậy, bà cũng nhìn cháu đánh rồi. Cháu là một tay bóng cừ đấy chứ. Giờ lại thi trượt thì không buồn sao được. Nhưng cũng không nên vì thế mà đổ tại số mình xui xẻo được. Cháu chắc chắn luôn đấy bà ạ. Không chỉ chuyện bóng rổ, ra đường cháu cũng gặp mưa gió đùng đùng. Có cái ô cũng bị cán rách bươm nữa. Xem ra cháu rất giống bác thợ tiện trong một câu chuyện cổ tích về vận may. Bác ta cũng khẳng định rằng mình chưa bao giờ gặp may mắn y như cháu vậy đó. Bà lại trêu cháu rồi. Với lại cháu lớn rồi chả thích chuyện cổ tích nữa đâu. Nhỉ, cháu bà hẳn 9 tuổi rồi. Lớn ghê á. Nhưng mà bà thấy giống lắm. Cháu không tin thì
nghe thử bà kể xem. Hả? Thật không bà? Thuở ấy, đã lâu lắm rồi, có một bác thợ tiện nghèo chuyên làm các loại ô, cán, quai và làm nhẫn, chỉ đủ nuôi miệng mà chẳng dư giả tí gì. Sắp phải đi đưa hàng trong thị trấn thì lại mưa to chứ, đúng là cái số mình xui xẻo đủ đường. Quanh ngôi nhà và khu vườn của bác thợ tiện mọc đầy rẫy những bụi cây dại, bởi cây gì trồng cũng chả lên nổi. Chỉ duy nhất có một cây lê, nhưng nó chẳng ra được quả nào. Ấy vậy mà vẫn may lại nằm ở cây lê không ra quả đó, nằm trong một quả lê vô hình. Hey, người xui nên vật cũng xui theo, thường thay. Mà biết sao, cái số đã định. Số nó đã không cho quả là bị bão quật gãy cả cành thế này. Mình tiện mấy quả lê gỗ cho tụi nhỏ chơi vậy. Dưới bàn tay khéo léo của bác thợ tiện, khúc gỗ vô tri đã trở thành những quả lê gỗ lớn bé xinh xắn mà bọn trẻ con bác thích thú vô cùng. Wow, tuyệt quá, cây lê nhà mình cho quả gỗ mới hay chứ. Những ngày nắng để bọn trẻ nô đùa như thế rất hiếm hoi. Còn lại ở đất nước bác thợ tiện ở, mưa gió liên miên, vật dụng thiết yếu gắn với mỗi người chính là chiếc ô. Bác thợ tiện nhận được đơn đặt hàng chính là tiện những cán ô. Ấy thế nhưng chính nhà bác cũng có mỗi một chiếc ô để dùng, đã thế còn suốt ngày bật chớp. Xui xui, xui thế là cùng. Đến cái ô cũng suốt ngày bung chớp. Gió thổi mạnh tí cái là bung, cụp xuống cũng bung. Chẳng tìm thấy cái nút đâu. Nhưng thứ này cũng dùng thay tả mấy chứ. Và thế là bác thợ tiện khoét một cái lỗ vào quả lê, xâu một sợi dây qua đó, và quả lê bé xíu rất vừa để thay thế cái vòng nọ làm thành cái chớp ô. Không ngờ cái chốt này lại quá tuyệt. Không lâu sau đó, khi gửi đơn hàng cán ô vào thị trấn, bác thợ tiện không quên gửi kèm những quả lê gỗ tí xíu và xin người ta dùng thử nó làm nút buộc cho cái chớp ô. Và những quả lê gỗ tí xíu ấy đã tới được nước Mỹ. Ở đó người ta thấy chúng dùng làm nút buộc chớp ô tốt hơn nhiều những cái nút bình thường khác. Thế là bác thợ tiện nhận được đơn đặt hàng làm những nút buộc ô bằng những quả lê gỗ nhỏ xíu với số lượng rất lớn, hàng nghìn quả lê gỗ ra đời cho tất cả những cái ô. Cả cây lê được chặt xuống và tiện thành những quả lê nhỏ. Những quả lê nhỏ ấy lại mang đến những đồng tiền lớn cho bác và gia đình. Một thời gian sau, với số vốn tích góp được, bác thợ tiện đã mở một xưởng sản xuất. Xưởng của bác giờ không chỉ là xưởng tiện những đồ gia công nhỏ lẻ nữa, mà có thể sản xuất trọn vẹn thành phẩm, chẳng hạn như một chiếc ô hoàn thiện. Thật không ngờ phận may mà mình nghĩ là chả bao giờ mình có được lại nằm trong quả lê. Chớp ô bằng những quả lê gỗ nhỏ ấy chính là tiền đề để làm nên những chiếc ô với chớp chắc chắn, tiện lợi ngày nay mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Cháu không ngờ chiếc ô chắc chắn mà mình dùng ngày nay lại có khởi nguồn từ quả lê may mắn ấy. Và từ một người mà tưởng như vận may đã bỏ quên mình. Thế đấy, có những người lúc nào cũng gặp may, có người chỉ gặp vào mùa nào đó nhất định, vào ngày nào đó nhất định. Thậm chí có những người chỉ gặp nó một lần trong đời, nhưng nhất định là chúng ta đều có gặp đó cháu ạ. Cháu đang nghĩ quả lê gỗ may mắn ấy có chút gì giống với quả táo rơi xuống đầu Newton, và rồi ông nghiệm ra định luật vạn vật hấp dẫn mà bố cháu đã từng kể. Rất giống, mỗi người sinh ra trên đời đều được tạo hóa gửi theo một món quà may mắn, đặt ở một nơi ta ít ngờ đến nhất. Bà ơi,
cháu rồi cũng sẽ tìm thấy món quà may mắn của mình bà nhỉ? Sẽ thấy, chỉ cần cháu tiếp tục cố gắng thôi. Chẳng như việc vào đội bóng rổ, cháu có thể thử sức ở cuộc thi khác kia mà. Dù thế nào, cháu cũng không từ bỏ việc tìm lấy một quả táo hay quả lê may mắn của mình chứ. Cháu nhất định sẽ tìm thấy bà ơi, cháu hứa với bà đấy. Tình người ấm áp. Trời ơi là trời, sao mình lại được ở cái nơi vắng vẻ lạnh lẽo như thế này cơ chứ? Một vùng thưa thớt thế này thì cuộc sống mới tẻ nhạt làm sao? Phải sống ở một nơi tẻ nhạt như thế này thì đúng là cuộc sống của mình thật vô vị mà. Sao thế hả, thanh niên trai tráng mà sao mới đầu mùa đông đã rung lập cập vậy cháu? Cháu phục bác thật đấy, bao nhiêu năm làm việc không ngừng nghỉ, sương gió nhiều như vậy. Vậy mà bác không hề cảm thấy nhàm chán, hay nơi này lạnh lẽo vắng vẻ, cuộc sống nhạt nhẽo quá bác ạ. Ây chết, nhàm chán sao được hả cháu? Cháu cũng đừng vội vã kết luận đây là nơi có cuộc sống nhạt nhẽo nha. Rồi cháu sẽ thấy, chỉ cần chứng kiến bao nhiêu chuyện vui buồn diễn ra ở nơi này, thì cháu sẽ chẳng còn cảm thấy nhàm chán nữa đâu. Thật vậy ạ bác? Bác ở đây cũng đã rất lâu rồi, có câu chuyện nào đáng nhớ bác kể cho cháu nghe với ạ? Lạnh thế này cháu cũng chẳng ngủ nổi đâu. Nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thôi được rồi, bác sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện bác nhớ mãi trong một ngày mùa đông cũng lạnh giá như thế này của mấy năm về trước. Hoàng hồ bác, cháu sẵn sàng lắng nghe rồi đây ạ. Hôm ấy là vào khoảng giữa mùa đông, tiết trời lạnh giá hơn thế này rất nhiều. Lạnh như cắt da cắt thịt, không biết thời tiết này còn kéo dài bao lâu nữa. Thời tiết này mà được ở nhà đắp chăn, uống một tách trà nóng và đọc một cuốn sách thì hay quá còn gì bằng. Lạnh quá. Thích quá, đi thôi. Nhanh lên đi con, đi sát mẹ không là lạc bây giờ. Các bạn trong lớp mà nhìn thấy đôi bông tai của mình chắc là sẽ mê tít luôn. Trước giờ chưa bạn nào có đôi bông tai đẹp như của mình mà. Nào, không nghe thấy mẹ nói hả? Nhanh lên con. Con à, con vui lắm khi được đeo đôi bông tai này có phải không? Dạ vâng mẹ ạ, con thấy vui và hạnh phúc lắm. Phải rồi, con có đôi bông tai bên cạnh cũng như là cha con đang ở bên cạnh vậy. Dạ, đôi bông tai này cha đã dồn tất cả tình yêu thương của mình vào đó. Cha đã làm nó cho con trong những ngày cuối cùng trên giường bệnh. Điều đó đủ để con hiểu cha yêu con nhiều như thế nào. Mẹ ơi, với con, đây sẽ mãi là đôi bông tai đẹp nhất. Thôi nào con, hãy vui vẻ trở lại nào. Cha sẽ không vui khi nhìn thấy con khóc đâu. Bạn ấy thật là xinh xắn, đôi bông tai lấp lánh đẹp quá. Hình như mình chưa một lần nào được đeo bông tai. Ôi trời ơi, xinh quá, đáng yêu quá. Xem con kìa, từ khi có đôi bông tai là không chú ý gì xung quanh đâu nhé. Mà cầm cái điện thoại của mẹ cẩn thận, không rơi xuống đất bây giờ. Dạ vâng ạ, tại vì em ấy đáng yêu quá mẹ ơi. Thế có muốn lần sau đi công tác mẹ mua cho một em như thế này nữa không? Dạ không ạ, con chỉ thích một mình em này thôi, không thích thêm một em nào khác nữa. Ước gì cả bố và mẹ mình còn sống, ước gì mình cũng có một kỷ vật nhỏ để thấy bố mẹ như vẫn đang bên mình. Nhanh nào con, tàu chạy rồi kìa. Mẹ, mẹ ơi, con bị rơi bông tai rồi. Mẹ ơi, đợi con phải tìm bông tai của con. Con cảm giác nó chỉ rơi xuống đây đâu thôi.
Để một chút, bông tai của con. Ngân à, bỏ đi con, vào trong ngay. Ôi, tiếc quá bác nhỉ. Sao rồi bạn ấy có kịp tìm thấy chiếc bông tai không bác? Lúc ấy bác lại đang lăn bánh rồi nữa. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó mà cháu. Rồi sao nữa ạ bác? Bác kể nhanh đi ạ. Cháu sốt ruột quá. Rồi bất chợt. Trộm cắp hả? Ông đã để ví tận ngực rồi mà vẫn dám làm sao? Gan thật. Hôm nay tàu mà chưa chạy thì sống đời với ông rồi. Sẽ kịp mà. Cố lên, cố lên. Bạn ơi, bình tĩnh lên tàu. Bông tai của bạn nè. Chết rồi. Rơi rồi. Đâu rồi? Bông tai ơi. Đừng, đừng mà. May quá. Của bạn này. Mình thấy hết cả rồi. Tại sao bạn phải làm vậy chứ? Tay của bạn xước rỡ máu hết rồi này. Vì mình biết bạn đã rất yêu mến nó mà. Bạn cầm đi này. Nè, cháu ngủ rồi đấy hả? Xúc động quá bác ơi. Hai bạn ấy còn nhỏ mà đã sống rất tình cảm. Thiết là mẹ con bạn nhỏ đã lỡ mất chuyến tàu bác nhỉ? Cháu biết không, lúc đó bác đã rất buồn vì mình không thể tự đi và tự dừng theo ý của mình được để mẹ con bạn nhỏ có thể kịp chuyến tàu. Nhưng rồi bác lại thấy rằng chính vì không thể làm được như vậy nên bác mới được thấy tình cảm ấm áp của những trái tim thiên thần. Đúng vậy đấy bác ạ. Cháu cũng thấy các bạn có trái tim thiên thần. Bác ơi, bác kể cho cháu nghe tiếp đi ạ. Còn nhiều câu chuyện xúc động ấm áp như thế nữa, nhưng giờ cũng muộn rồi, cháu phải đi ngủ đi. Có lẽ đêm nay cháu sẽ chẳng ngủ được bác ạ. Câu chuyện làm cháu thấy hạnh phúc quá. Dấu hiệu thiên đường. Hôm nay tôi phải tham gia hội nghị quan trọng nên buổi chiều mới tới được. Cháu chào chú. Cậu đưa tôi tới hội nghị luôn nha. Ông ơi, ông tên là Huân phải không ạ? Phải. Cháu tìm ta có việc gì? May quá, cháu tìm được ông rồi. Ông xóa nợ cho ba cháu để ba cháu được lên thiên đường nha. Này cháu, nợ nần gì? Ta không có thời gian để đùa giỡn đâu. Về nhà đi. Không, cháu không đùa đâu. Xin ông giúp cháu với. Để lúc khác, ta đang bận lắm. Đi thôi, tôi trễ giờ rồi. Ông ơi. Chị ơi, chị có thấy thằng Khánh nhà em đâu không chị? Sáng giờ em không thấy nó đâu cả. Chết thật, hồi sáng tôi thấy thằng bé chạy ngang qua. Tôi tưởng nó đi đâu đó thôi nên không có để ý. Trời ơi, thằng bé đi đâu mới được chứ. Đến nó cũng bỏ em đi thì em chết mất thôi. Cậu chờ cuộc hẹn cho tôi với bên Thiệu An sang tuần sau nha. Vâng ạ. Chú ơi, hình như thằng bé băng sáng. Chắc nó lạnh quá nên mới ngất đi. Không thể để nó nằm trước cổng nhà ta như thế được. Tạm đưa nó vào trong nhà đã. Cháu đang ở đâu? Cháu là con nhà ai? Cháu có biết cháu đang làm phiền người khác không? Cháu xin lỗi. Cháu chỉ mong ông có thể giúp cháu. Cậu pha cho thằng bé cốc sữa nóng giúp tôi với. Vâng, thưa chú. Rốt cuộc cháu muốn ta giúp chuyện gì? Cháu muốn ông xóa nợ cho ba cháu được không ạ? Ba cháu đã mượn của ông chiếc điện thoại và đây là giấy ghi nợ của ba cháu. Ta không cho ai nợ điện thoại cả. Ba cháu tên là gì, ở đâu, để ta gọi ba cháu đến đón. Ba cháu mất rồi. Ba cháu là ăn trộm. Nếu ông không xóa nợ cho ba cháu sẽ phải xuống địa ngục mất. Ta không hiểu cháu đang nói gì cả. Hãy kể lại rõ ràng câu chuyện cho ta nghe đã được chứ? Dạ. Điện thoại này ở đâu ra? Anh đã hứa bao nhiêu lần là không đi ăn trộm nữa mà. Tại sao vẫn chứng nào tật nấy? Không trộm thì lấy đâu tiền? Chỉ dựa vào vài đồng bán rau của cô thì làm sao mà sống đây? Anh đi ăn trộm để lấy tiền đánh bài chứ gì? Anh cứ như thế này làm sao dạy được thằng Khánh chứ? Việc của tôi không khiến tôi phải lo đâu. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa.
ba mẹ có cãi nhau đâu. Ba mẹ đang bàn chuyện đấy chứ. Điện thoại này là của ai? Ba lại ăn trộm phải không? Ừ, đâu có. Đây là người ta cho ba mượn, không phải ba ăn trộm đâu. Bà nói dối. Khánh à, Khánh. Bà xin lỗi, đúng là ba đã ăn trộm chiếc điện thoại đó. Ba thật là kém cỏi, ba không xứng làm ba của con. Không phải thế, ba là người ba tốt của con. Khánh của ba ngoan lắm. Nhưng ba không được ăn trộm nữa. Người ta nói ăn trộm sẽ bị trừng phạt đấy. Thôi được rồi, ba hứa với con sẽ trả lại hết những món đồ ăn trộm, thế được chưa? Thế ba trả luôn chiếc điện thoại đó đi. Ừ, nhưng người ta chưa cần con ạ. Đây, ba mượn của ông này này, tổng giám đốc tập đoàn đèn chiếu Huân Phát. Ông ấy cho ba mượn dài hạn cơ. Con giữ lấy, sau này nhắc ba trả cho người ta nha. Thế con sẽ giữ cho ba. Ba hứa từ giờ không ăn trộm nữa nha. Ba hứa mà, trẻ con mà toàn đi lo chuyện người lớn. Ba cháu không giữ lời. Ba mất lúc chạy trốn khi đi ăn trộm, ba cháu sẽ bị trừng phạt. Ai nói với cháu rằng ba cháu sẽ bị trừng phạt? Bác Phượng, cô Liễu, nhiều người lắm, họ đều nói ba cháu bị quả báo. Chồng cô Loan ăn cắp ăn trộm suốt ngày, sống chỉ làm khổ vợ con. Thế mới nói, chỉ biết cướp không có người khác thì sớm muộn cũng bị trời phạt thôi à. Có khi chết rồi còn bị đày xuống âm ti địa phủ chứ chẳng chơi. Cháu không thể để ba phải xuống địa ngục. Cháu xin ông xóa nợ và tha thứ cho ba cháu. Khánh ơi. Mẹ ơi. Con đi đâu thế hả? Con biết mẹ lo cho con lắm không? Mẹ ơi, ba sẽ được lên thiên đường. Ông Huân đã nói thế. Hả? Ông Huân nào hả con? Mọi người ơi, trên trời có ánh sáng lạ lắm kìa. Cháu có biết dấu hiệu để biết một người được lên thiên đường là gì không? Dạ không ạ. Cháu hãy nhìn lên bầu trời, nếu thấy có những quầng sáng màu xanh lục, có nghĩa là ba cháu đã được tha thứ và được lên thiên đường rồi đấy. Chú thật tốt khi bỏ ra cả khoản tiền lớn như vậy để giúp một cậu bé xa lạ. Thực ra ba cậu bé đó chỉ lấy đại tấm hình của ta trên báo mà thôi. Ta tự nhiên trở thành chủ nợ bất đắc dĩ. Ba cậu bé là người gây ra sai lầm, nhưng không thể để cho ông ấy để lại vết hằn trong trái tim một đứa trẻ. Ta không phải là người tha thứ lỗi lầm cho ba cậu bé, mà chính tình yêu thương của cậu bé dành cho ba mình đã giúp ông ấy được tha thứ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.